Chào mừng quý vị và các bạn đến với Shop Table Tennis Ngọc Hoài. Ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu về mặt vợt Tainic 05. Mặt vợt Tainic 05 là điểm nổi bật công nghệ X, trình độ đỉnh cao của đường bóng xoáy tuyệt vời. Tainic 05 hướng đến lối đánh kỹ thuật đỉnh cao, tăng cường độ đàn hồi bằng cách cải tiến công nghệ Spring Spawn thành Spring Spawn X, kết hợp mặt lót công nghệ độc quyền giúp bề mặt vợt Tainic 05 có tính đàn hồi và có độ bền vượt trội. Tainic 05 được phát triển ứng dụng hình dạng gai mã số NO 05. Tính năng đặc trưng về độ xoáy cao. Với ưu điểm này, mặt vợt Tainic 05 hướng tới lối đánh ôm bàn, giật tốc độ hay tấn công tốc độ hai càng, thích hợp với người chơi muốn nâng cao trình độ, phát huy uy lực tấn công đỉnh cao bằng cách tăng cường kỹ thuật tạo xoáy. Tainic 05 với tính năng vượt trội về độ xoáy và tốc độ, thời gian lưu bóng lâu nên điểm tiếp xúc rộng, bóng chạm bàn đối phương với quỹ đạo bóng bổng và dài. Tainic 05 không những sở hữu những tính năng đặc trưng của Tenery 05, hơn thế nữa, công nghệ mới cải tiến hơn, hiệu suất tạo xoáy cao khi bóng vừa chạm vào mặt vợt, giúp người chơi có thể phát huy kỹ thuật hất bóng, tăng lực đỡ ra bóng nhanh, mạnh và chính xác, hay những kỹ thuật tấn công, tốc độ ôm bàn bằng những cú đánh bóng xoáy đầy uy lực. Ngoài ra, công nghệ mới giúp người chơi có thể kết hợp thực hiện những cú đánh bóng nhanh, mạnh và tốc độ ngay cả khi đôi công. Điều này là một lợi thế sức mạnh cho người chơi. Vậy, Tainic 05 khuyên dùng cho những người chơi nào? Thứ nhất, tôi muốn đỡ ra bóng nhanh, mạnh và chính xác, thì mặt vợt này phát huy tối đa uy lực của kỹ thuật hất bóng bằng cách tiếp xúc bóng mỏng trên mặt vợt. Thứ hai, tôi muốn nâng cao kỹ thuật tấn công ôm bàn thì Tainic 05 dễ dàng bắt bóng và thực hiện kỹ thuật giật công ôm bàn với độ chính xác cao. Thứ ba, tôi muốn chơi tấn công toàn diện trong phạm vi rộng thì sức mạnh được truyền đến quả bóng với điểm tiếp xúc bóng rộng bao gồm các điểm tiếp xúc quanh cạnh vợt giúp người chơi có cảm giác ổn định. Thứ tư, tôi không tự tin về sức mạnh. Dù chỉ một cú đánh dummy, lực bóng đi vẫn đầy uy lực. Vì vậy, ngay cả những vận động viên không tự tin vào sức mạnh của mình vẫn có thể phát huy lợi thế này một cách toàn diện. Và cuối cùng là tôi không thể dễ dàng thực hiện kỹ thuật tạo xoáy. Thì đối với công nghệ mang lại hiệu quả đặc biệt và nổi bật về tính tạo xoáy này, thì Tainic 05 là một cái mặt vợt mang lại độ xoáy rất cao. Thì cái tốc độ của nó là 13,5, độ xoáy là 12, độ cứng là 40 và độ dày là 2,1 mm, có thể là bên nội địa Nhật, của nước Nhật người ta sử dụng là 1,9. Thì theo thông số chuẩn của hãng Butterfly của Nhật Bản, đó là những cái thông số mà chúng ta cần nắm bắt. Ở đây mình lưu ý là tốc độ là 13,5, tốc độ cao nhất hiện nay đối với các dòng mặt vợt. Còn độ cứng là độ cứng mang tính trung bình, đó là 40. Còn độ xoáy thì là 12, ở mức rất cao. Trên đây là mình đã giới thiệu cho mọi người về tính năng của mặt vợt Tainic 05. Đây là một mặt vợt với công nghệ mới ở năm 2020 với điểm nổi bật là công nghệ X, trình độ đỉnh cao của đường bóng xoáy tuyệt vời. Hy vọng quý vị và các bạn, đây là một kênh thông tin và đây là một yếu tố mà chúng ta có thể tham khảo và từ đó chúng ta có thể tìm hiểu thông qua Shop Table Tennis Ngọc Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.